Xin chào quý vị và các bạn. Sau chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài suốt từ ngày 28 tháng 5 tới giờ, lúc này đã có những dấu hiệu tích cực để nền nhiệt Bắc Bộ được cải thiện hơn. Hiện nay, một trong hai nguyên nhân gây ra tình trạng nắng nóng ở miền Bắc là trường gió phân kỳ Tây Bắc đã suy yếu. Trong đêm nay, ở khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái bắt đầu xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng với dông lốc và gió mạnh. Sang ngày mai, mưa dông chấm dứt, Bắc Bộ lại chuyển nắng, nhưng do chỉ còn tác động của vùng thấp nóng phía Tây, nên dù nền nhiệt trên hầu khắp khu vực vẫn duy trì trong khoảng từ 36 đến 37 độ, nhưng không còn nơi nào có nhiệt độ cao trên 40 độ nữa. Ở miền Trung, dấu hiệu về sự giảm nhiệt chưa rõ ràng. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ vẫn là vùng tâm nóng với mức nhiệt từ 37 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Dịch xuống khu vực Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm dần, phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh thành còn lại ở Nam Trung Bộ, nhiệt độ duy trì từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang là những nơi có thời tiết và nhiệt độ dễ chịu. Ngày mai, trời nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh thành vùng cao nguyên là từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 32 cho tới 33 độ. Từ khoảng sau 13 giờ chiều mai, mưa rông bắt đầu xuất hiện ở miền Tây, sau đó mở rộng lên miền Đông với diện mưa xuất hiện nhiều nơi. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 30mm. Ở Tây Nguyên có mưa muộn hơn, chủ yếu là về chiều tối và tối. Những cơn mưa sẽ mang đến trạng thái mát mẻ cho tối và đêm trên cả hai khu vực. Trên biển, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa vẫn duy trì trường gió Tây Nam với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Ngoài ra, mưa rông nhiều nơi, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km. Còn với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa gió lặng và không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 2 tháng 6 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!